Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến không biết mệt mỏi cả cuộc đời vì đất nước và vì nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là những lời xúc động trong bức tâm thư của phu nhân Tổng Bí thư Lào Nani Sisoulith gửi phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngô Thị Mận. PLO trân trọng đăng tải toàn văn bức thư. Chị Mận kính mến, hôm nay ngày 19 tháng 7, khi vừa về đến nhà thì anh Thonglun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, bước đến gần em với sắc mặt buồn rầu và cất giọng nói khác thường. Nali ơi, anh vừa nhận được tin anh Nguyễn Phú Trọng mất, anh ấy đã rời xa chúng ta rồi. Chị Mận ơi, trong giây phút đó em thật sự bàng hoàng, không thể nói nên lời và em không thể cầm được nước mắt. Anh Thonglun đã vội ôm lấy em, vỗ nhẹ vào lưng và an ủi rằng anh cũng rất tiếc thương và đau buồn khi nhận được tin báo khẩn cấp từ Hà Nội. Em hãy bình tĩnh và mạnh mẽ. Anh Trọng đã ra đi một cách thanh thản. Anh ấy đã nhắm mắt đi xa trong niềm tiếc thương và đau buồn vô tận của người dân cả nước Việt Nam. Chị Mận thân mến ơi, tất cả người dân Việt Nam và rất nhiều người ở Lào đều biết đến tên tuổi của anh Trọng. Một người đã cống hiến không biết mệt mỏi các cuộc đời vì đất nước và vì nhân dân Việt Nam cho đến hơi thở cuối cùng. Đã nhiều năm qua, trên cương vị lãnh đạo, mặc dù sự nghiệp và công việc hàng ngày ở Việt Nam rất nặng nề, trăm công nghìn việc, nhưng anh ấy vẫn dành thời gian quan tâm đến đất nước Lào và người dân Lào. Anh ấy đã giúp đỡ đất nước Lào chúng em rất nhiều cả về trí tuệ, bài học kinh nghiệm và cả về vật chất. Anh Trọng vẫn thường nói rằng, giúp bạn là giúp mình. Anh Thông luôn từng kể cho em nghe về điều này rất nhiều lần và kể nhiều điều nữa về tình cảm của anh Trọng đối với người Lào, đối với lãnh đạo Lào, đối với đất nước Lào và nhân dân Lào, đặc biệt là đối với cá nhân anh Thông luôn. Chị Mận kính mến, em còn nhớ rất rõ kỷ niệm về những lần được đón tiếp anh Trọng và chị Mận ở Lào. Chúng ta đã từng ngồi chung máy bay, ngồi chung xe ô tô và đã có những cuộc trò chuyện thân tình ấm áp. Trong những lần anh Thông Luân sang thăm Việt Nam, em đều được chị đón tiếp rất thân tình, ấm áp. Và trong những lần anh Thông Luân sang gặp và làm việc với anh Trọng, chị Mận đều gửi lời thăm hỏi thân tình đến em. Em cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi anh Trọng và anh Thông Luân làm việc cùng nhau, ăn cơm cùng nhau. Anh Thông Luân đều đưa tin vui từ chị Mận về cho em. Chị Mận thân mến, mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta, nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi tồn tại và con cháu của chúng ta sẽ mãi duy trì tình cảm trân quý này. Chị Mận thân mến, em viết bức thư này gửi chị với sự tiếc thương anh Trọng, người đã khuất và với sự quan tâm lo lắng cho chị. Bức thư mà em đang viết đây thật sự là bức thư được viết bằng nét mực nhòe, trộn với nước mắt của em. Em không chắc có được đi cùng với đoàn của anh Thông Luân sang dự lễ tang anh Trọng hay không. Trong trường hợp em không được sang, em sẽ nhờ anh Thông Luân trao trực tiếp thư này cho chị. Chị Mận thân mến. Trong không khí đau buồn và tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của anh Trọng, em xin cầu nguyện cho hư linh của anh sớm siêu thoát trở về cõi vĩnh hằng. Còn với chị, em chỉ mong chị hãy giữ gìn sức khỏe, sống lâu thật lâu cùng con cháu, xóm làng. Với tình thân mến và sự lo lắng, Nali Sisoulith. Trưa ngày 22 tháng 7, tại văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Thủ tướng Lào, Buakong Namavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để quốc tang quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 7. Thông báo cho biết đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần từ hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp to lớn và quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam, Việt Nam, Lào không ngừng phát triển. Sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng là sự đi mất của một người bạn gần gũi và thân thiết nhất của đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào. Vì vậy, đảng và chính phủ Lào nhất trí để tang các quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài. Trong hai ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 7 tới, treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức. Theo thông cáo, Chính phủ Lào giao Bộ Ngoại giao Lào phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào và các bên liên quan chuẩn bị cho đoàn lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước Lào do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào tham dự lễ viếng và lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuẩn bị cho các đoàn đến viếng, ghi sổ tang và đặt vòng hoa tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viên Chăn, gồm đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Lào do đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước làm trưởng đoàn, đoàn Quốc hội Lào do đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn và đoàn các cơ quan tổ chức đảng, nhà nước,
Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trung ương Hội Cựu chiến binh Lào và các tổ chức quần chúng và các đồng chí bí thư đảng ủy của từng bộ, ngành làm trưởng đoàn, phối hợp với các bên liên quan thông báo cho đại sứ quán, các cơ quan đại diện ngoại giao của Lào ở nước ngoài tham gia lễ viếng và ghi sổ tang tại các trụ sở cơ quan đại diện do Việt Nam tổ chức. Thông báo đặc biệt lưu ý trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan tại Lào từ ngày 21 tới ngày 27 tháng 7, Bộ Ngoại giao Lào cần lưu ý cách tổ chức sao cho phù hợp nhất và thông báo cho tất cả các phái đoàn tham gia hội nghị biết, đặc biệt là việc tổ chức tiệc và các lễ hội. Các bộ, ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương, Hội hữu nghị Lào Việt Nam gửi điện chia buồn tới đối tác phía Việt Nam và tổ chức đoàn tham gia lễ viếng, ghi sổ tang tại đại sứ quán và tổng lãnh sự Việt Nam ở các địa phương, các tỉnh, các nghĩa của Lào, lãnh đạo tỉnh gửi điện chia buồn đến đối tác. Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao đã chuẩn bị nội dung tuyên truyền về những đóng góp to lớn, quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đối với việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào, Việt Nam, Việt Nam, Lào trên các phương tiện truyền thông. Sáng nay ngày 20 tháng 7 theo giờ Việt Nam, báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba và các phương tiện truyền thông Cuba đồng loạt đưa tin chia sẻ nhiều cảm xúc thương tiếc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào lúc 13 giờ 38 phút chiều ngày 19 tháng 7. Theo Granma, để tỏ lòng thương tiếc tưởng nhớ đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba quyết định để tang chính thức từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 đến hết 24 giờ ngày 21 tháng 7 và quốc tang từ 6 giờ đến hết 24 giờ ngày 22 tháng 7. Thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Cuba nhấn mạnh. Nhân dân Cuba vô cùng thương tiếc khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần. Trong sự nghiệp chính trị lâu dài và phong phú của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một trong những người nổi bật nhất trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị anh em, tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước Cuba, Việt Nam. Tại Cuba, trong thời gian để tang chính phủ và quốc tang, ở tất cả các tòa nhà công cộng và các trụ sở quân sự sẽ treo cờ rủ. Trong thời gian quốc tang, các biểu diễn công cộng và các hoạt động lễ hội sẽ bị hoãn hoặc hủy bỏ. Từ hôm qua đến nay, nhiều cơ quan tổ chức ở Cuba đã hình thức phù hợp tưởng nhớ đến người đồng chí Việt Nam. Tối qua ngày 19 tháng 7 theo giờ Việt Nam, ngay sau khi nhận tin buồn, tại kỳ họp thường kỳ đang diễn ra, Quốc hội chính quyền nhân dân Cuba đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro và Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Canso Borides đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần thăm Cuba. Ông cũng là nhà lãnh đạo Việt Nam duy nhất đã 5 lần đến thăm Cuba trên các cương vị công tác khác nhau. Năm 1989, khi là ủy viên Ban biên tập tạp chí Cộng sản, ông đã đến thăm Cuba và tham dự hội nghị của các cơ quan thông tin lý luận. Năm 2001, trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông dẫn đầu một đoàn đại biểu của thủ đô Hà Nội thăm hữu nghị Cuba theo lời mời của Bí thư Thành ủy Havana. Khi đó, ông Ernesto Lazo Hernandez hiện là Chủ tịch Quốc hội Cuba. Năm 2010, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm Cuba theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Cuba, thời điểm đó là ông Ricardo Alarcón de Quesada. Năm 2012, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 4, 2012. Lần cuối là năm 2018, nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raúl Castro, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, 2018. Điện thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần của lãnh đạo các nước. Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trần.
lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Nga đã gửi điện thư chia buồn. Nội dung các bức điện thư như sau. Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần to lớn, quý báu và quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong suốt thời gian qua. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam và gia quyến. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ biến đau thương này thành sức mạnh đoàn kết của toàn dân để tiếp tục vững bước tiến lên xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Xin gửi tới các đồng chí tình hữu nghị, đồng chí anh em.